từ VNTR Entertainment. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài OO, một bài hát khá là hot trong thời gian vừa qua của tân binh khủng long nhà JYP Nmix. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Ok, chúng ta cùng vào động tác đầu tiên nhé. Các bạn mở tay phải và chân phải bước lên trên một bước, người hơi đổ về đằng sau. Đó, 1, 2, 3 và hai tay cao lên, sau đó xuống thì tay trái chạm đất và tay phải cao lên trên này, sau đó mở chân 3 lần. 1, 2, 3. Đó, xong các bạn. Giờ vào một cái, đôi tay ngược chân ạ, tay trái và chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5. Thì đồng thời chân phải bước ra đằng sau, tay trái vuông, sau đó để ra đây. Đó, tay trái xoay 2 lần. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sóng 3 lần. 1, 2, 3. Thì các bạn để đây là giúp mình nhé. Sau đó để ở mắt. Cái tay này thì để đây và đánh vung 2 lần. 1, 2, 3, 4. Lên, lên, xuống, xuống. Hai cái lên đầu tiên thì các bạn có tay. 1, 2, 3, 4. Sau đó để hai tay ở trước mặt, chờ nhìn. Sau đó 1, 2, 3. Tay để đây và sau đó mặt nhìn theo, đưa một vòng. Sau đó 1, 2, 3, 4. And mix. Đó là hết bài rồi, chúng ta cùng vào nhạc luôn nhé. Hunter Entertainment.